Thì theo phân loại mức độ cao huyết áp theo GMC 8 hiện nay thì đây là cái phân loại cao huyết áp bình thường. A thì cao huyết áp thực sự từ 140 ở huyết áp tâm thu và 190 ở huyết áp tâm trương trở lên thì được coi là cao huyết áp. Còn ở giai đoạn này thì người ta gọi là tiền cao huyết áp, nghĩa là chưa được coi là bệnh lý. Và nhưng ở đây huyết áp đã cao hơn bình thường và người ta yêu cầu mình trong giai đoạn này, nếu như bệnh nhân theo dõi thấy huyết áp tồn tại trong giai đoạn này, thì yêu cầu là thay đổi chế độ sống bao gồm là ăn nhạt đi, năng tập thể dục vân để cải thiện tình trạng huyết áp. Nhưng từ 140 trở lên thì coi như là thông thường bác sĩ sẽ yêu cầu phải dùng thuốc. Thế thì đây là cái phân loại về mức độ cao huyết áp. Thế nhưng thế nào là huyết áp để chúng ta biết là cao huyết áp? Thì huyết là gì? Huyết là máu, áp là áp lực. Thì huyết áp là áp lực của máu đè lên thành mạch, và thông số này được đo ở động mạch. Vì động mạch nó sẽ rõ cái nhịp đập nó rõ hơn, chúng ta dễ đo hơn. Thì các anh chị hình dung đây, cái mạch máu chúng ta như thế này, giống như một cái lọc nước thôi. Và máu bao gồm cái gì các bạn? Máu bao gồm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương, huyết thanh, dịch thể, albumin, các cái protein, phải không? Rất là nhiều cái thứ trong đó. Thì nó là một cái dòng chảy nha. Nó là một cái dòng chảy. Và nếu như mà cái lượng dòng dịch ở trong đây bỗng nhiên nó tăng lên hơn so với bình thường thì cái áp lực nó sẽ thế nào? Áp lực đè lên thành mạch nó cũng trở lên tăng lên mạnh hơn, phải không? Ngược lại, nếu như cái dòng chảy ít đi, giảm đi thì cái áp lực nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu cái dòng chảy vẫn bình thường nhưng vì một lý do gì đó mà cái mạch máu mà nó co thắt lại, nó nhỏ lại, thì khi đó áp lực cũng trở nên tăng. Như vậy cái nguyên nhân thực sự gây tăng huyết áp thông thường nó có thể là do cái lượng dịch thể trong cơ thể mình tăng lên, do cơ thể giữ nhiều muối, nhiều nước chẳng hạn, hoặc là cái mạch máu của mình nó bị nhỏ lại, lòng mạch hẹp lại, có thể là do hiện tượng co mạch, có thể là do hiện tượng sơ vữa, do cái chất béo không tốt nó lắng đọng một thành như thế này, nó làm cho những cái đoạn mạch dài bị hẹp. Và thông thường ở những cái đoạn mạch bị hẹp như thế này do sơ vữa thì thành mạch máu cũng trở nên lão hóa hơn so với những nơi khác, dễ bị tổn thương hơn và dễ được vỡ hơn. Thì đó là các cái khái niệm về huyết áp. Thế ở đây mình còn có một cái khái niệm lúc nãy mình thấy là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Thì nó khác nhau thế nào? Tâm là gì? Niệm. Tâm thu, tim co. Tâm trương, tim giãn ra. Nha. Thì cái thời kỳ tim co lại là lúc máu được dồn từ tim xuống động mạch nhiều nhất để đưa đi đến cơ thể. Và chính vì cái lượng máu dồn vào động mạch cao nên chỉ số này thông thường nó sẽ cao lên. Ngược lại, tâm trương là giai đoạn tim giãn nở ra và máu từ tĩnh mạch sẽ đổ về tim để đẩy vào phổi. Thì khi đó máu từ động mạch theo một cái hệ liên thông nó sẽ đổ nhiều về tĩnh mạch, lượng máu trong động mạch trở nên ít xuống và làm cho áp lực đè lên thành mạch máu nó giảm đi. Vì vậy con số thứ hai đo vào thời kỳ tâm trương thường thấp hơn. Nha. Đó là hai những cái khái niệm về huyết áp và cao huyết áp. Thì khi đã đến 140/90 mm thủy ngân thì bắt đầu người ta yêu cầu mình phải uống thuốc. Thì một số cái nguyên tắc về việc sử dụng thuốc cao huyết áp như sau. Thứ nhất, thuốc bây giờ là dùng suốt đời và dùng đều đặn hàng ngày, không được cắt quãng. Thứ hai, đây là dành cho bác sĩ. Những trường hợp huyết áp đến thì thông thường họ sẽ không thể nào ngay từ đầu dùng những liều thuốc rất cao để hạ huyết áp, trừ những trường hợp cấp cứu thể hạ đưa huyết áp xuống, còn lại bình thường người ta sẽ có những cái liều thuốc
cách từ từ là cho đến khi nào nó phù hợp nhất với bệnh nhân. Và một số thuốc thuộc nhóm kháng giao cảm, nói chung những thuốc tác động lên hệ thần kinh giao cảm, kể cả hệ alpha và hệ beta, thì đều không nên ngừng đột ngột vì nó sẽ gây ra hội chứng nảy bật. Hội chứng nảy bật là gì? Những thuốc này có xu hướng dằn receptor của các chất dẫn truyền thần kinh trong cơ thể, mà cụ thể là adrenaline và noradrenaline. Những thuốc này nó có cái lực giao với receptor của hai chất dẫn truyền thần kinh đó, nó gắn lên thụ thể alpha hoặc thụ thể beta, và khi thuốc gắn lên thì nó không kích hoạt được receptor. Mình đã học bài về cái hệ thần kinh giao cảm rồi, hệ adrenergic rồi, đúng không? Học chưa? Học rồi phải không? Thì mình biết rằng là những cái chất dẫn truyền thần kinh nó sẽ gắn lên thụ thể, kích hoạt thụ thể và cho ra các hoạt tính xử lý nha. Ví dụ kích hoạt lên alpha thì lên receptor beta thì làm tăng nhịp tim, kích hoạt receptor alpha thì gây giãn mạch ha. Thì các cái thuốc kháng giao cảm, những cái thuốc trị cao huyết áp này nó cũng gắn lên trên các receptor như vậy, nhưng khi gắn lên nó không cho ra được cái tác động xử lý nữa và giúp cho ổn định huyết áp. Mà khi thuốc gắn lên khiến các receptor giao cảm không còn hoạt động được nữa, thì cơ thể mình ghi nhận một tình trạng trì trệ trong hoạt động hệ giao cảm. Và cơ chế điều hòa của cơ thể thì mình quen gọi là cơ chế feedback, nó sẽ gây ra, nó sẽ cảm nhận được và nó phải làm sao để kích thích hoạt tính hệ giao cảm lên bằng cách gì? Nó sinh ra thật nhiều chất dẫn truyền thần kinh, sinh ra nhiều hơn lượng bình thường. Và thuốc và chất dẫn truyền thần kinh thông thường thì nó cạnh tranh nhau trên receptor theo nguyên tắc vừa là ái lực vừa là số lượng. Khi nào chất dẫn truyền thần kinh sinh ra nhiều quá thì nó sẽ đánh bật thuốc ra để nó giành chỗ. Và trong trường hợp này dùng thuốc thời gian dài mình sẽ thấy có nhu cầu phải tăng liều. Bởi vì với những liều ban đầu không còn đáp ứng nữa, tăng liều lên mới đạt được đáp ứng mong muốn. Trường hợp này mình gọi là sự dung nạp thuốc, sự dung nạp thuốc theo thời gian. Bên cạnh việc sinh ra các cái chất dẫn truyền thần kinh, cơ thể còn có xu hướng tạo thêm các cái receptor nếu như receptor bị ức chế quá lâu dài, tạo ra các receptor thay thế. Và chính vì đó tạo nên hiện tượng dung nạp. Bây giờ mình dùng thuốc liều càng ngày càng tăng, cơ thể tiếp tục sinh ra các cái chất nội sinh để mà đối kháng lại. Nếu một ngày nào đó bỗng nhiên mình nói là mình ngưng thuốc thôi, thì khi đó lượng chất dẫn truyền thần kinh trong cơ thể đang rất nhiều, lượng receptor có thể cũng đã tăng lên, và kết quả là các chất dẫn truyền thần kinh gắn hết vào các receptor, gây ra hiện tượng, làm cho tạo ra hiện tượng sinh lý rất là đột ngột và mạnh mẽ, bao gồm co mạch, tim đập nhanh, giữ muối và nước, thì dẫn đến tăng huyết áp rất cao. Hiện tượng đó người ta gọi là hội chứng nảy bật do ngưng thuốc được nha. Thì nhìn chung tất cả những thuốc thuộc nhóm ức chế giao cảm đều phải hết sức cẩn thận trong trường hợp sử dụng, không bao giờ ngưng đột ngột. Giống như corticoid, mình phải có một cái xu hướng mình giảm liều từ từ cho phù hợp. Rồi mình đi vào một số các nhóm thuốc trị hạ huyết áp, mình có 6 nhóm. Nhóm đầu tiên thuốc ức chế men chuyển, học ở đây là đầu tiên nhưng thực ra nó không phải là đầu tiên, mà nó được tìm ra và đưa vào thị trường vào khoảng những năm cuối những năm 80 là năm 90 kìa. Cấu trúc chung của thuốc ức chế men chuyển bao gồm etanolamin nha. Và nó thường thì nó sẽ có thêm một cái dị vật như thế này. Captopril và enalapril là hai chất đầu tiên được tìm ra và được sử dụng. Trong công thức của chất ức chế men chuyển nhìn chung người ta nhận thấy cái nhóm CH3 và nhóm carbonin này nó luôn luôn tồn tại trong công thức và luôn luôn
nhóm này ở vị trí, hai nhóm này ở vị trí trăng với nhau thì sẽ cho hiệu quả điều trị cao huyết áp tăng gấp nhiều lần so với trường hợp hai nhóm này ở vị trí cis. Do đó hiện nay các đồng phân làm thuốc trong nhóm này đa phần được chọn là đồng phân trăng. Về mặt cơ chế, nhóm này ức chế việc kháng lại, việc tạo thành một cái chất quan trọng trong cơ thể gọi là angiotensin 2. Thông qua cái cơ chế như sau: bình thường trong cơ thể mình, angiotensinogen hay là tiền angiotensin sẽ được sinh ra từ gan đổ vào máu, renin được sinh ra từ thận đổ vào máu. Hai chất này gặp nhau, renin sẽ kích thích chuyển hóa angiotensin thành angiotensin 1. Chất này thực chất là một cái polypeptide có 10 axit amin và toàn còn gần như không có chỗ gắn vào các receptor trong cơ thể, nghĩa là nó gần như không có hoạt tính sinh học. Chỉ khi nào angiotensin 1 này gặp một cái men nằm nhiều ở trên thành mạch máu gọi là men chuyển angiotensin, angiotensin converting enzyme, men chuyển hóa angiotensin, nó sẽ cắt đi hai axit amin chuyển thành một cái chuỗi gồm 8 axit amin gọi là angiotensin 2. Angiotensin 2 mới có thể gắn lên cái receptor gọi là receptor A tuyết 1 hoặc receptor A tuyết 2. Receptor A tuyết 2 có mặt ở các cơ quan khác trong cơ thể và đóng vai trò tương đối ít trong việc điều hòa huyết áp. Riêng receptor AT1 hay là A tuyết 1 nằm rất nhiều ở quanh hệ tim mạch và đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Khi angiotensin 2 gắn vào receptor AT1, nó sẽ làm cho